Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tạm thời của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về vụ mà cô gái mà Phùng Thị Thắng á các bạn. Hôm nay là cướp ngân hàng 2,1 tỷ đồng á. Để mà lý do cô ta nói là do mắc nợ nặng từ những lần đam mê trước, đam mê tham gia mà thách thức danh hài rồi chạm tới ước mơ rồi nè, nhưng mà chẳng lần nào thành công cả. Người ta hay nói đó là không có tài thì đừng cố, cho nên chắc hôm nay là cô ta thử coi biệt tài ăn trộm cây có thành công hay không á. Mà cụ thể có nội dung như thế này: nghi phạm cướp ngân hàng từng thi thách thức danh hài và chạm tới ước mơ. Phùng Thị Thắng từng là thí sinh của thi thách thức danh hài mùa 6, lấy nghệ danh là Canby, đi thi hát ở Jackpot Dream Việt Nam Audition, hay còn dịch là chạm tới ước mơ năm 2019. Cụ thể tối ngày 10 tháng 10 vừa qua đó, thì vụ cướp khoảng 2,1 tỷ đồng xảy ra tại chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ nghi phạm tên là Phùng Thị Thắng, một nhân vật tham gia nhiều chương trình truyền hình và giải trí trước đây. Tháng 12 năm 2019, Phùng Thị Thắng đã gây chú ý khi tham gia chương trình thách thức danh hài mùa 6. Cô có màn giới thiệu quá lố và tấu hài dài dòng khiến giám khảo Tường Giang phải bực bội, bực mình vì cô ta luôn, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Còn Trấn Thành thì nói nữ thí sinh trông giống nhân vật hoạt hình đó hồi nhỏ là fan cuồng của Doraemon. Trong chương trình, nữ thí sinh cũng bày tỏ sự say mê với nghề nghiệp diễn hài. Thắng nói: tôi mê hài một cách khủng khiếp luôn, nhưng như còn là mê Trấn Thành nữa, rồi mê Trường Giang luôn, Ngô Kiến Huy thì hơn cả hài nữa, các bạn thấy không? Mặc dù mê hài nhưng màn dự thi của Thắng tại thách thức danh hài lại không có gì hết mặn mà cả, nhạt nhẽo, nhạt còn hơn nước lã luôn các bạn. Không khí giám khảo và khán giả thấy nhàm chán khi giới thiệu quá dài dòng về bản thân, công việc, sở thích của mình. Khi cô đề nghị hát bài tự sáng tác, Trường Giang không chấp nhận, nói thôi thi đi, nói nhiều quá. Nhưng Phùng Thị Thắng không nghe lời giám khảo và tiếp tục đòi hát hoài à. Thắng cũng khẳng định biết hát 7 thứ tiếng nữa, trong đó có tiếng Hàn, màn dự thi kéo dài đến 20 phút, mặc dù không có cái gì là đặc sắc cả. Nó tốn thời gian của chương trình ghê không? Khi Thắng khoe khả năng sáng tác và có nhiều bài hát hợp với ca sĩ Harry Won là vợ của Trấn Thành, cô được giám khảo Trấn Thành hỏi xin số điện thoại. Nhờ khiến Trấn Thành bật cười trong vòng 1 nên Phùng Thị Thắng giành được 2 triệu đồng, sang vòng 2 thì Thắng đã sớm dừng chân. Gặp biết dừng sớm là lấy được 2 triệu rồi, đòi thêm. Trước đó, Phùng Thị Thắng lấy nghệ danh là Canby để đi thi Jackpot Dream Việt Nam Audition, tức là chạm tới nước mơ, vào tháng 7 năm 2019. Trong chương trình này, Thắng giới thiệu mình là nhạc sĩ, ca sĩ tự do và là người buôn bán bất động sản. Thắng tiết lộ đã tham gia 2 vòng loại của nhiều cuộc thi như là The Voice, Việt Nam Idol, Việt Nam Got Talent. Nhưng cứ tới nơi thì người ta thông báo hết chỗ đậu xe nên đành phải dắt xe đi về các bạn. Nói vậy mà còn chưa biết quê nữa. Tại Jackpot Dream Audition, Thắng vào chung kết và biểu diễn ca khúc Vì Yêu tự sáng tác bản cover Túy Âm và chạm tới nỗi đau. Trên kênh YouTube cá nhân với nghệ danh là Canby, Thắng chia cover các hit Đây Là How You Like That, Là Một Thằng Con Trai, Sao Anh Chưa Về, quay Bách Hôm. Và cụ thể ngày hôm nay thì cũng đã quay Bách Hôm rồi, nhưng mà không phải là quay về nhà mà là quay về nhà tù. Trộm 2,1 tỷ đồng thì chắc là bóc cũng nhiều cuốn lịch chứ không ít đâu các bạn. Rồi, hãy chia sẻ video này rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn giùm tôi cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và click vào cái chuông thông báo kế bên khi có tin nào tôi đăng lên, các bạn sẽ là người coi đầu tiên. Cảm ơn các bạn.